Bớt, nguồn gốc Trung Quốc, ngày ban hành tiêu chuẩn có hiệu lực chính thức ngày 13 tháng 10 năm 2010, công dụng chó bầu bạn, phân loại FCI, nhóm 9, chó bầu bạn và chó cảnh, mục 11, chó Molossian nhỏ, không tham gia thi đấu, tấp tắc, lịch sử. Nhiều tài liệu chỉ ra rằng giống chó này bắt nguồn từ Đông Dương và Trung Quốc, nơi các loại chó mũi ngắn vốn được ưa chuộng, chính là quê hương của chúng. Chúng được các lái buôn mang đến châu Âu và trở thành biểu tượng của giới hoàng tộc Ái Quốc. Ngoại hình chung, thân hình vuông vắn, mập mạp và chắc gọn với tỷ lệ vừa vặn và cơ bắp khỏe khoắn, nhưng không bao giờ tạo cảm giác quá thấp lùn hoặc quá mảnh khảnh. Tỷ lệ quan trọng vuông vắn và mập mạp, hành vi và tập tính dễ mến và thông minh, lành tính, vui vẻ và năng động. Đầu khá lớn và tỷ lệ thuận với cơ thể, hình tròn, không phải dạng đầu quả táo. Phần xương sọ, hộp sọ không có vùng lõm, các vết nhăn trên trán hiện rõ nhưng không quá mức. Phần mặt mũi màu đen với nhân trung mở rộng, nhân trung bó hẹp và quá nhiều nếp nhăn mũi không được chấp nhận. Mõm khá ngắn, cụt và vuông, mắt và mũi không chịu ảnh hưởng xấu hoặc bị che khuất bởi nếp nhăn mũi. Răng và hàm hơi móm, hàm dưới lớn hơn và răng cửa gần như nằm trên một hàng thẳng. Mõm lệch, răng và lưỡi lộ toàn bộ không đạt tiêu chuẩn. Mắt tối màu, khá lớn và hình tròn, ánh nhìn mềm mỏng, khẳng khoản và rực sáng khi phấn khích. Mắt khi nhìn thẳng không lộ tròng trắng và không lồi. Tai mỏng, nhỏ và mềm, có hai loại dáng, tai nhỏ rũ xuống gập về phía sau và burden, vành tai gập về phía trước. Phần đuôi chạm vào hộp sọ che hết khu vực bên trong, dáng burden được ưa chuộng hơn. Cổ hơi cong thành hình bán nguyệt, cổ khỏe, dày và chiều dài vừa đủ nâng đỡ chắc chắn phần đầu. Cơ thể ngắn và mập mạp, đường sống lưng bằng phẳng, ngực rộng, lồng ngực cong, đuôi mọc cao, cuốn chặt bên hông, đuôi cuốn hai vòng được ưa chuộng hơn. Tay chân thân trước, vai xuôi, cẳng chân khỏe, thẳng, dài, vừa phải và nằm ngay ngắn dưới phần thân. Bàn chân không quá dài như chân thỏ, cũng không quá tròn như chân mèo. Ngón chân tách rõ, móng chân đen, thân sâu, ngoại hình bao quát. Chân khỏe, dài vừa phải, nằm ngay ngắn dưới thân, hai chân song song khi nhìn từ phía sau. Khuỷu chân cong vừa đủ, bàn chân không quá dài như chân thỏ, cũng không quá tròn như chân mèo. Ngón chân tách rõ, móng chân đen. Dáng đi, chuyển động, nhìn từ phía trước, cơ thể chuyển động lên xuống với chân nằm thẳng dưới vai, bàn chân hướng trực tiếp về phía trước, không bành ra ngoài hoặc chậm vào trong. Chân trước chuyển động mạnh mẽ để giúp cơ thể tiến lên và chân sau chuyển động thoải mái. Khuỷu chân dẻo dai, chân sau hơi cong là đặc trưng của dáng đi. Bộ lông, lông mảnh, mềm, mượt, ngắn và bóng, không cứng hoặc tơ. Màu sắc bạc, nơ, nâu vàng hoặc đen, các mảng màu phân định rõ ràng, nhìn rõ được màu nền, đường đen chạy dọc sống lưng và lông đầu. Cân nặng lý tưởng từ 6,3 đến 8,1 kg, cơ bắp rắn chắc nhưng không thừa cân. Dị tật, bất cứ sai khác nào so với các đặc điểm kể bên trên đều được coi là khiếm khuyết. Mức độ nghiêm trọng của khiếm khuyết được xem xét dựa trên tỷ lệ mức độ và tầm ảnh hưởng tới sức khỏe của chó. Dị tật không đủ tiêu chuẩn, hung dữ hoặc quá rụt rè. Bất cứ cá thể chó nào có biểu hiện bất thường về ngoại hình và hành vi đều không đạt tiêu chuẩn. Lưu ý, chó đực không mắc bệnh ẩn tinh hoàng, chỉ những cá thể chó đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức năng, giải phẫu và hình thể mới được sử dụng để phối giống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Dogily. Nếu các bạn cần tìm mua chó bớt huyền chủng với mức giá hợp lý thì hãy liên hệ tới hotline của Dogily sau 0965086079. Và các bạn cũng đừng quên ấn subscribe kênh YouTube của Dogily và ấn chuông để nhận được thông báo mới nhất về các video thú vị ở phía sau nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.